Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc bên em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 23 tháng 7 năm 2019 thì bên cơ sở lan rừng nhà em hôm nay có về những cái loại mặt hàng lan rừng mới, em xin được quay tổng quát qua đây ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em thì có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp nhé. Em xin được quay tổng quát qua những mặt hàng bên em nay đang có ạ. Rất là nhiều loại mặt hàng lan rừng đẹp luôn. Rất là nhiều loại mặt hàng đẹp, lan đẹp nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng bên em đang có luôn ạ. Đầu tiên là lô đai châu Thái. Đai châu Thái em bán với giá là 600.000 cho 1 kg. Hàng này sẽ nở đúng vào dịp Tết luôn cô chú anh chị nhé. Có những cây lá mít rất là đẹp như thế này. Hàng lá xếp lá mít và hàng này thì rơi vào 2 đến 4 cây cô chú anh chị ạ. 2 đến 4 cây trên 1 kg. Rồi dòng lan tiếp theo. Dòng lan tiếp theo dáng hương đuôi cáo. Cây rất là to bự luôn hàng hôm nay ạ. Đấy. Nói chung là nó có cây to, cây nhỏ nhưng mà hàng hôm nay thì đa số là khá là to cô chú anh chị nhé. Em bán với giá 180.000 cho 1 kg. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là cái dòng lan kiều vuông cánh trắng hàng xanh mướt như thế này. Với giá là 230.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Dòng lan này có thể kích để nở đúng vào dịp Tết luôn cô chú anh chị ạ. Rồi dòng lan tiếp theo là hoàng thảo nghệ tâm. Hoàng thảo nghệ tâm này em bán với giá một bó to đùng như thế, với giá có 50.000 thôi. Và cô chú anh chị có thể ghép cho mình 2-3 giò hoặc là một giò rất là to đẹp cô chú anh chị nhé. Còn có tên là thạch học duyên dáng, nhìn cây rối bời như vậy thôi, tuy nhiên thì khi cô chú anh chị ghép lên giò thì nó rất là đẹp luôn ạ. Rồi dòng lan tiếp theo, hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc với giá là 150.000. Dòng lan này thì hoa cực kỳ là bền đẹp luôn ạ. Bền đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Và dòng lan rất là dễ sưu tầm thôi, rất là dễ thuần thôi luôn ạ. Đấy, một cái dòng lan rất là đẹp với cả giá cực rẻ như vậy. Rồi dòng lan tiếp theo đó là dáng hương đuôi chồn. Dáng hương đuôi chồn hôm nay em bán với giá là có 200.000 cho 1 kg. À 180.000 thôi cô chú anh chị nhé. 180.000 thôi ạ. Cái hôm nay quay buổi tối này, nhìn nó không được rõ hình lắm nhưng mà hàng thì rất là tươi đẹp luôn nhé. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là cái hoàng thảo vảy rồng với giá là 130.000 cho 1 kg thôi. Đấy, hàng cũng từng về rất là xinh như thế này nhé. 130.000 thôi ạ. Rồi dòng lan tiếp theo đó chính là dòng đai châu rừng. Đai châu rừng hàng giống của chú anh chị nhé. Hàng đai châu rừng hàng giống. Tức là 1 kg nó rơi vào khoảng tầm 20 đến 30 cây hàng giống ạ. Rất là đẹp, bản lá to dày và những cây lá xếp rất là đẹp của chú anh chị nhé. Hàng giống này thì em bán với giá là 650.000 cho 1 kg. Đấy, năm nay thì thực sự là cái hàng giống nó rất là đắt luôn cô chú anh chị ạ. Bởi vì là năm nay các nhà vườn người ta cho vào vườn quá nhiều luôn. Là cái người ta tranh nhau mua nên là cái giá đội lên rất là cao. Mọi năm thì hàng giống thì nó rẻ hơn hàng cây to. Mà năm nay thì lại hàng giống lại đắt hơn cô chú anh chị ạ. Còn hàng bên này, hàng trung. Đấy, những cây hàng trung rơi vào từ 8 đến 12 cây. Em bán với giá là 600.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo bên này là hàng đai châu giống này. Đai châu giống ở đây em có hàng chậu hàng chậu đôi cây như thế, một chậu là hai cây như vậy nhá. Em bán 35.000 cho một đôi như vậy này. 35.000 cho một đôi như vậy. Bình thường thì một cốc mọi khi mà mọi nơi đều bán một cốc với một cây thôi, người ta đã bán với giá 30.000 thôi rồi, mà đây lại là một cốc đôi. Cốc đôi như vậy giá có 35.000 thôi, thêm 5.000 cô chú anh chị đã có một đôi đai châu rất là xinh rồi. Hàng mặt hoa sổ số cô chú anh chị nhá. Rồi dòng lan tiếp theo. Dòng lan tiếp theo đó chính là si sa giam. Dòng lan si sa giam này là một dòng lan vừa chơi hoa và chơi lá đều rất là tuyệt vời. Hoa thì rất là bền, lâu tàn và đẹp. Dòng lan này em bán với giá là 140.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. 140.000 cho một chậu si sa giam ạ. Đấy, chơi lá hay là chơi thân đều rất là đẹp nhé. Rồi mà mặt hàng tiếp theo đó chính là cắt lai a. Cắt lai a thì mặt hoa rất là đẹp, bông hoa cực kỳ là to và rất là thơm luôn cô chú anh chị ạ. Một trong những dòng lan mà đáng chơi, đáng sưu tầm. Em bán một chậu cát như vậy với giá là 140.000 thôi cô chú anh chị nhé. Một chậu cát 140.000. Một chậu cát 140.000 cho một chậu ạ. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là thiên nga cát tum. Thiên nga cát tum em bán một chậu. Hàng hiện tại là đang nụ nhé cô chú anh chị nhé. Đa số là đang nụ ạ. Thiên nga cát tum thì một chậu có một cây hoặc là hai cây. Nếu như nó có một cây thì cây quá là to đẹp như thế này. Còn nếu như có hai cây thì nó sẽ nhỏ hơn cô chú anh chị nhé. Thiên nga cát tum thì em bán một chậu như vậy với giá là 150.000. Đấy.
Cô chú anh chị có thể xem giá trên thị trường thì em nghĩ là không có cái giá nào có thể rẻ hơn với giá 150.000 cho một chậu thiên nga cát tôm hàng đang nụ đâu ạ. 150.000 cho hàng thiên nga cát tôm cô chú anh chị nhé. Và bên này là dòng lan hoàng hậu xanh ạ. Hoàng hậu xanh là một cái dòng lan mà hoa rất là thơm bền. Chơi lá, chơi hoa đều rất là đẹp, cô chú anh chị xem này. Một chậu hoàng hậu xanh thì đây cây đang phát triển rất là khỏe, rất là nhiều rễ như thế này nhá. Một chậu hoàng hậu xanh này thì là những cái cây đã trưởng thành rồi, có thể cho hoa rồi, chứ không phải là hàng giống đâu cô chú anh chị nhá. Em bán một chậu như vậy với giá là 150.000 và kích thước của chậu là 18cm nhá, 18cm cái kích thước của chậu nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Mặt hàng tiếp theo đó chính là trầm tím hàng rừng. Đây trầm tím hàng rừng này, một chậu nó rơi từ 5 thân trở lên, em bán với giá 200.000. Và trầm tím là một cái loại lan mà không nên thiếu cho bất kỳ một cái người chơi lan nào. Một trong những cái dòng lan rất đáng sưu tầm, rất nên có cho những người chơi lan nhé. Một chậu 200.000 thôi và sẽ cho hoa xuân cô chú anh chị nhé. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ. Cái dòng lan mà hoa rất là tím đậm đà luôn cô chú anh chị, mà có một giò để ngắm thì thực sự là quá là mê luôn. Cái dòng này em bán một chậu như vậy với giá là 150.000 nhá. Bình thường nếu như là những cái chậu mà đã cây đã trưởng thành người ta bán trên 100.000 một thân cơ cô chú anh chị ạ. Đây hàng này thì cô chú anh chị về ghép sang năm sẽ có một chậu rất là đẹp luôn này. 150.000 cho một gốc thiên cung lữ bố nhá. Mà hàng tiếp theo đó chính là dòng lan trầm rồng đỏ, một trong những cái dòng lan rất là đẹp nổi tiếng từ trước đến nay rồi. Sẽ nở đúng vào dịp Tết luôn. Và cái dòng lan này thì hiện tại cái kích thước của nó rơi từ 25cm trở lên rồi, cô chú anh chị xem này. Đấy. Em mỗi một thân em bán với giá là 190.000 cho một thân cô chú anh chị nhé. Và hàng này cô chú anh chị có thể ngắm thấy là cây lá xếp rất là đẹp, và có thể chơi lá hay là chơi hoa đều rất là đẹp nhé. Hoa cực kỳ sai và bền, lâu tàn, nở đúng vào dịp Tết luôn nên là rất là quý luôn cô chú anh chị ạ. Một thân với giá 190.000. Và chậu của bên em thì nó rơi từ 2 thân, một chậu thường là 3 thân trở lên cô chú anh chị nhé. Đấy, một chậu thường là có 3 thân ạ. Dạ. Rồi mặt hàng tiếp theo đó là dòng lan trầm trắng. Trầm trắng đây cô chú anh chị nhé. Trầm trắng thì em bán một chậu từ 3 thân với giá là 250.000 cho một chậu. Đấy, 250.000 cho một chậu trầm trắng. Và có thể được ngắm hoa xuân rồi cô chú anh chị nhé. Và trong một chậu thì nó cũng có thân ngắn thân dài ạ. Mà bình thường thì người ta bán mỗi một thân này nó rơi vào trên 200.000 cho một thân rồi cơ. Ở đây em bán mỗi một chậu như vậy chỉ có là 250.000 thôi. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là đen đô xuân. Đen đô xuân hàng hôm nay về rất là đẹp luôn, thân nù bằng cả ngón tay luôn cô chú anh chị nhé. Hoa của nó có thể, hoa của nó cũng nở đúng vào dịp Tết luôn ạ. Và hoa của nó chơi khoảng tầm 2-3 tháng luôn cô chú anh chị nhé. Một chậu đen đô xuân như vậy, đây cô chú anh chị xem này, rất là đẹp luôn. Và cô chú anh chị xem lưu ý ở đây giúp em là một, có một số lá ở tại nhà em thì nó cũng đã vàng rồi. Bởi vì là cô chú anh chị biết rồi, nó cây này thì bắt đầu nó sẽ thắt ngọn, rồi sau đấy nó sẽ rụng dần những cái lá bên dưới chân lên và sau đó thì sẽ cho hoa thôi cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì em thấy là những cái cây mà có thể cho hoa nó đã thắt ngọn rồi này, nên là những cái lá chân này nó rụng và nó vàng là chuyện bình thường và không có vấn đề gì cô chú anh chị nhé. Em bán một chậu như vậy với giá 200.000 và những chậu này thì không rơi dưới 300.000 khi mà đến Tết đâu. Đến Tết không rơi dưới 300.000 rồi đâu, và thậm chí hiện tại bây giờ em đã thấy người ta bán đến 300 và trên 300 rồi. Đó, 200.000 cho một chậu đen đô xuân thôi nhá, rất là đẹp luôn. Và bên này là cái dòng lan trầm trầm 6 mắt nhá. Đây ạ, trầm 6 mắt, lô hàng hôm nay về rất là nhiều luôn. Trầm 6 mắt là một cái dòng trầm rất là quý. Nó là dòng trầm rừng cô chú anh chị nhá, đột biến ở rừng và được nhà vườn nhân giống ạ. Dòng trầm này thì em bán một cốc từ 2 thân trở lên với giá là 280.000 nhá. 280.000 cho một cốc. Và cũng có những cái cốc nó chỉ có một thân như thế này thôi, một thân rất là dài như thế này, và ngoài ra thì có mấy thân ngắn nữa. Thân này phải dài đến gần 40cm rồi cô chú anh chị ạ. 280.000 cho một cái cốc trầm 6 mắt. Cô chú anh chị muốn lấy chậu một thân dài và một thân dài hay là có vài thân nó đều nhau như vậy thì cứ báo em nhé. Đấy, hàng rất là đẹp luôn ạ. Có thể sẽ cho hoa xuân luôn cô chú anh chị xem này. Hoa cực kỳ là sai cô chú anh chị xem lại những cái tay hoa năm trước này. Đấy, rất là sai như vậy nhá. Một cái dòng trầm mà rất là đáng chơi, hoa vừa đẹp vừa độc đáo. Lại cái dòng này thì hoa rất là dòng lan rất là giá trị luôn ạ. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là trầm thiên long. Trầm thiên long bảo hành mặt hoa. Trầm thiên long thì hoa cực kỳ là tím đậm luôn. Cô chú anh chị cùng em ngắm hoa cái mặt hoa của trầm thiên long nhá.
Và đây là mặt hoa của chùm 6 mắt đây, cô chú anh chị cùng xem ạ. Rất là tuyệt vời như vậy này, cánh bầu, cái mặt hoa rất là đậm, cánh bầu bông hoa to và mặt hoa rất là đậm đà như thế này cô chú anh chị nhá. Hoa cực kỳ là size luôn. Và mặt hoa thì bền và thơm rất là lâu tàn luôn cô chú anh chị nhá. Một cái chậu trầm thiên long như thế này từ 2 thân trở lên em bán với giá 280.000 cho một chậu cô chú anh chị nhá. 280.000 cho một chậu. Đấy, rất là đẹp luôn đấy ạ. Hàng này thì nó là hàng tem để bảo hành cho cô chú anh chị, cái mặt hoa rất là đẹp như thế kia nhá. 280.000 cho một chậu trầm thiên long như thế này. Rồi bên này sẽ là những cái phần hàng đai, hàng long tu và cái hoàng thảo vôi nhá. Em bắt đầu từ đây. Em còn có long tu hoàng thảo vôi. Em ở đây em có đây ạ. Cái em bắt đầu từ hình số 1 trở đi. Đầu tiên sẽ là hoàng thảo long tu xuân trước nhá. Cái giò long tu xuân rất là đẹp này, em bán với giá là 240.000 này. 240.000 cho hình số 1 nhá, là long tu xuân ạ. Hình tiếp theo hình số 2 với giá 200.000. Hình số 3 với giá cũng 200.000 nhá. Long tu xuân số 3 với giá 200.000. Long tu xuân số 4 đây. Với giá 160.000 ạ. Long tu xuân số 5 với giá là 250.000, rất là dài, một giò rất là dài đẹp như thế này. Long tu xuân số 6 với giá là 250.000. Long tu xuân số 7 đây với giá là 200.000. Long tu xuân số 8 đây. Với giá là 220.000 ạ. Và long tu xuân số 9 với giá là 200.000. Hình số 10, long tu xuân số 10 với giá là 200.000. Hình số 11 cực kỳ là đẹp luôn. Quá là đẹp luôn, toàn thân nụ luôn. Hình số 10 này 280.000. Hình tiếp theo là hình số 12, hình số 11 là 280 nhé. Hình số 12 với giá là 220.000, long tu xuân số 12 220.000. Sang tiếp theo hình số 13 đến hình số 21 sẽ là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi Bắc cô chú anh chị nhé. Hoa thì cực kỳ là đẹp và đậm và rất là thơm luôn. Chỉ cần một giò như thế này nở trong khuôn viên của cô chú anh chị thì nó sẽ làm cho ngát hương cả khuôn viên luôn đấy ạ. Cái hình này em bán với giá là 300.000 là hình 13 nhé. Hoàng thảo vôi 13, 300.000. Long tu xuân số 14 này với giá 300.000 nhé. 300.000 cho long tu xuân số 14 ạ. Tiếp theo hình 15 cũng là hoàng thảo vôi. Hình 15 em bán với giá 250.000 cô chú anh chị nhé. Vôi Bắc 250.000. Hình 16 với giá 230.000 ạ. 230.000 cho hình 16 này. Hình 17 với giá là 200.000. 200.000 cho hình 17. Hình tiếp theo là hình số 18. Hình 18 với giá 220.000. Hình 19 với giá là 240.000. Hình 20 với giá là 260.000 cô chú anh chị nhé. 260.000 cho hình 20. Hình 21 này với giá là 200.000 ạ. 21 với giá 200.000. Rồi sang hình 22 là một cái giò dáng hương đuôi cáo cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Hình 22 là một cái giò dáng hương đuôi cáo quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Hàng này thì cái cây lớn của nó là mười mấy cặp lá luôn cô chú anh chị nhé. 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cặp lá luôn rồi ạ. Đấy, cây lớn là 13 cặp lá luôn. Và cây nào cây đấy đều là hàng xếp V, xếp rụt như thế này, xếp thẳng tắp như thế này cô chú anh chị nhé. Bản lá rất là cứng và rất là dày dặn, rất là đẹp như vậy ạ. Nói chung là những cái cây mà hàng đẹp, một cái rề mà hàng đẹp lá xếp như thế này thì thực sự là không có nhiều đâu cô chú anh chị ạ. Đó, mỗi giò lan hàng này nó là nguyên rề trung gốc như thế này nên là cô chú anh chị cứ yên tâm, hàng này thì về sẽ không xuống lá và nó gần ngang bằng với hàng thuần luôn cô chú anh chị nhé. Đấy. Cái giò rất là đẹp này, em xin phép được bán với giá là 2 triệu cô chú anh chị nhé. Rất là nhiều cây và tất cả các cây đều to và đều lá xếp rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đó. Thực sự là những cái hàng như thế này thì rất là hiếm luôn. Không có nhiều. Rồi sang hình tiếp theo. Hình tiếp theo là hình số 23. Hình số 23 này là một cái ngọn dáng hương đuôi cáo. Bản lá rất là to và trên mười mấy cặp lá. Không biết là bao nhiêu cặp lá nhỉ? 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này, 14 cặp lá luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, cây dáng hương 14 cặp lá như thế này. Rất là kinh khủng luôn. Cái hình này em bán với giá là 360.000 cô chú anh chị nhé. 360.000 cho cây dáng hương đuôi cáo 14 cặp lá và cây 13, 14 cặp lá gì đấy ạ. Đây có hai cái lá nó bị hơi dập một chút xíu nhé. Và một mẹ với ba cây con. Một mẹ với ba cây con ạ. Đấy. Cô chú anh chị có thể xem những cây dáng hương đuôi cáo mười mấy cặp lá như thế này thì rất là hiếm gặp luôn này.
Rồi tiếp theo là một cái cặp đôi lá xếp cực kỳ là xinh luôn. Lá xếp V cực kỳ là xinh, cây số 1 này. Cây số 2 này. Đấy, những cái cây bản lá xếp rụt rịt như thế này, bản lá tròn mít như luôn nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, những cái cây như thế này thì cũng không có nhiều đâu. Hình này em bán với giá 500 nghìn cô chú anh chị nhá. Những cây độc và tuyển như thế này thì không có nhiều đâu ạ. Tiếp theo cũng là một cái cây rất là đẹp. Hình số 25, một cây rất đẹp này. Một mẹ với ba con xếp rụt này. Em bán với giá 380.000 nhá. Hình tiếp theo hình số 26. Hình số 26, ba cây cáo xếp V rất là xinh luôn. Đấy, bên này có một cặp đôi nhá. Bên này một cây rời rất là đẹp này. Bán là 200.000 thôi ạ. Tiếp theo hình 27 là một cây cáo khủng nhá. Cây cáo khủng rất là nhiều cặp lá này. 2, 4, 6, 8, 10, 11 cặp lá. Em bán với giá cây này là 200.000. Tiếp theo là hình số 28. Hình số 28 đây, một cây xếp V đẹp như thế này. Đấy, cây xếp V đẹp như thế này em bán với giá 200.000 cô chú anh chị nhé, 200.000 cho cây này. Rồi sang hình tiếp theo, hình 29. Hình 29 là ba ngọn váng hương đuôi cáo hàng xếp lưng. Hàng xếp lưng thì khi mà mình ngắm hoa từ phía đằng sau, vừa được ngắm thân lá và vừa được ngắm hoa thì nhìn cũng rất là tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Nhìn nó cũng có vẻ rất là đẹp riêng của nó. Ba ngọn dáng hương đuôi cáo rất là to đẹp này. Em bán với giá là 220.000 cô chú anh chị nhé. 220.000 cho hình này. Tiếp theo là hình số 30. Hình số 30 giò dáng hương đuôi cáo đây. Một cây mẹ và bao nhiêu cây con đây nhỉ? Cây mẹ rất là nhiều cặp lá luôn cô chú anh chị ạ. Một cây mẹ và 1, 2, 3. Ui, cả một dàn con đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây con, 7 cây con đi cô chú anh chị ạ. Và cây mẹ cũng rất là nhiều cặp lá này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 cây con gì đó cô chú anh chị nhá. Đấy, cây con khá là trưởng thành rồi. Một giò dáng hương đuôi cáo này, cây mẹ cũng rất là nhiều cặp lá, bản lá rất là cứng cáp luôn cô chú anh chị ạ. Cái giò dáng hương đuôi cáo dề, nguyên dề này cô chú anh chị nhá. Cây mẹ con này. Giò này em xin phép được bán với giá là 680.000 cho giò này. 680.000 cho giò dáng hương đuôi cáo này cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp luôn. Cho dề này rất là đẹp luôn ạ. Rồi tiếp theo sang hình bên này, hình 31. Hình 31 này em có hai cái cặp mẹ con. Cặp thứ nhất là một mẹ hai con. Rất là đẹp. Cặp thứ hai bên này là một, cũng là một mẹ hai con, một mẹ ba con luôn này. Lá này thì ở trên rừng vì nó hơi gập một xíu nhá cô chú anh chị nhá, nhưng không có ảnh hưởng gì đâu ạ. Hai cặp đôi rất là đẹp này, đủ cô chú anh chị ghép một giò cực đẹp luôn rồi. Dạ, quá đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Hình này em bán với giá 480.000 cho cặp đôi này nhá. 480.000 cho cặp đôi rất là đẹp này. Hình tiếp theo là hình số 32. 32 là một cái cây cáo mẹ con rất là to luôn. Vừa rồi cho cái vòi hoa rất là đẹp như thế này. Cây dáng hương đuôi cáo không bỏ lá chân mà lại rất là cây mẹ con nhé. Rất nhiều cặp lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cặp lá. Đó, 13 cặp lá cho ngọn dáng hương đuôi cáo mẹ con, 13 cặp lá, giá 300.000. 300.000 cho ngọn này. Tiếp theo là một cái giò cây rất là to, cây cực kỳ là to luôn và cũng là hình mẹ con. Cây này lúc nãy em đếm nó đến 15 cặp lá luôn cô chú anh chị ạ. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 9, 10, 11, 12, 13, cũng 14 cặp lá nhá. Đó, cây này 14 cặp lá. Một cây mẹ và 1, 2, 3, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8 cây con gì đó nhá. Cái hình này em bán với giá là 800.000. 800.000 cho hình dáng hương đuôi cáo. Cây dáng hương đuôi cáo đến 10 mấy cặp lá như thế này. 15, 14, 15 cặp lá như thế này. Đó, cái cây như thế này thì thỉnh thoảng họa hoàn rất là may mắn thì mới có thể kiếm được một cái cây cây cáo to như vậy ạ. Tiếp theo sang hình số 13. Hình số 34. À, hình số 34 em bán 200.000 cho 4 ngọn dáng hương đuôi cáo này nhá. Hình 35 em cũng có một cặp dáng hương đuôi cáo. Nói chung là đẹp. Cũng đẹp, rất là đẹp. Hình này em bán 250.000 này. Đấy, cây cũng không bỏ lá chân, nhiều cặp lá như thế này nhá. Đây cô chú anh chị xem cây bên dưới này. Đấy, hai cây này. 250.000 cho cặp đôi này. Rồi tiếp theo hình 36. Hình 36 này em bán với giá là 180.000. Có một cây rất là to. Đây bên này là cây một mẹ hai con. Cây bên này một cây rời nữa. 180.000 cho hình dáng hương đuôi cáo này. Tiếp theo hình này. 140.000 cô chú anh chị nhé. 140.000 cho hình này. Hình 38. Hình 37 140.000. Hình 38. Hình 38 cũng là một hình rất đẹp như thế này. Một cặp cây mẹ con và thêm một cây lá xếp mẹ cũng mẹ con bên này nữa nhé. 280.000 cho cái cặp đôi này. Sang hình này, hình 39 là một cái cây cáo xếp V.
Đấy, nguyên bản của chú anh chị nhá, nguyên bản ạ. À. Một mẹ với một cây con. Hình này em bán với giá là 300.000, 300.000 cho ngọn giáng hương đuôi cáo này nhá. Tiếp theo hình 40. Hình 40 này có 3 ngọn giáng hương đuôi cáo này. Em bán với giá 180.000 3 ngọn giáng hương đuôi cáo to đẹp của chú anh chị nhá. 180.000 sang hình số 41. Với giá 180.000, cũng 180.000 cho hình này. Hình sang hình 42 là hình phi điệp tím của vùng Cao Bằng. Cái dề này em bán với giá 150.000. 150.000 cho cái hề dề thân khá là xanh này nhá. Đấy, 350.000 cô chú anh chị đã có thể sưu tầm cho mình với giỏ lan phi điệp của vùng Cao Bằng, với dòng lan rất là cao cấp ạ. Đang rất là hot hiện nay. Và tất cả mọi người chơi lan thì đều có xu hướng đều muốn sở hữu cho mình những cái cây phi điệp tím, cái mặt bông đẹp ạ. Hình tiếp theo hình 43 với giá 300.000. Một cái dề này với giá 300.000, hàng cây lá tròn đẹp nhá. Hình tiếp theo hình số 44 với giá là 350.000. 350.000 cho hình 44. Hình 45. Đây hình 45 này với giá là 430.000 cho hình 45. Hình 46 đây, 380.000 kèm theo cái bản lá dày dặn nhá. Thân nụ ạ, kèm theo rất là nhiều thân già đây, rất là khỏe như này. 380.000. Hình tiếp theo hình 47. Hình 47 với giá 440.000. Mỗi dề rất là dài rồi. Hình 48 với giá là 380.000. Dài khoảng tầm 35cm mầm tơ. Hình 49. Hình 49 này. Đấy, một cái dề này với cái một mầm này nữa. Em bán 200.000 nhá. 49, 200.000. Hình 50. Hình 50 đây ạ. Là có 3 kiến dài đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ. 3 kiến dài đẹp này. Đấy, 3 kiến rất là đẹp này. Em bán với giá là 300.000 nhá. Hình tiếp theo hình 51 này. Một cái dề lá xếp xinh, rất là xinh luôn, thân nù đẹp như này. Với giá là 350.000 hình 51 ạ. Hình 52, một dề thân nù này. Nói chung là cây này thì dân người ta đi rừng không giữ được lá, nên là lá bên dưới chân này nó bị hỏng mất rồi nhá. 180.000 cho hình này. Rồi ạ, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng bên em hiện tại đang có này. Và mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị. Chú anh chị cùng xem lại cái mặt hàng hiện tại.